Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại kênh của Sinh Máy Rơi Xe Go Up nha. Vì mình tránh thành phố Hồ Chí Minh thì hôm nay thì mình có lên video clip một mười mấy cái đầu nén rửa xe của Italia nha anh em. Italia đầu máy quý này thì mình tháo ra trong mấy cái khung máy ra nha anh em. Đó, cái khung có nằm kia kìa, đó khung máy rửa xe và máy xăng nằm đây nha, máy xăng nằm đây. Đó, này thì giờ mình sẽ quay cho anh em mấy cái đầu rửa xe của Italia nha anh em. Rồi giờ mình sẽ đi vào chi tiết. Trong này thì có hai loại, hai dòng nha anh em. Một dòng sọc ngang và một dòng sọc dọc nha. Đó, cũng đều của Italia luôn nha anh em. Đó, dòng máy Italia, này là máy bãi Nhật nha anh em. Đó. Con này thì G13 5.5 G13. 3.6 kW nha anh em. 5 HP. Cái Italia. Đó, vòng tua 1750. Đó, này thì chạy chậm tua nha, chậm tua. Đó, thích hợp cho anh em kéo motor tầm 5 đến 7 ngựa nha. Đó, 3 ngựa thì anh em chạy bu ly nha, chạy bu ly. Áp cỡ 70-80. Đó, con này thì đầu thì mình chưa có vệ sinh, chưa tháo, chưa bung ốc luôn nha anh em. Đó, mấy cái đầu này là mình chưa vệ sinh, chưa tháo luôn nha anh em. Đó, anh em nào muốn á thì mình sẽ test chạy ok cho anh em. Đó, vì anh em xài thôi nha em. Tay hồi của Italia luôn nha, tay hồi xài súng luôn nha, rất là nhạy luôn. Đó, tay hồi xài súng này thì chưa qua vệ sinh, chưa qua tay thợ luôn nha anh em. Đó, anh em nào cần thì cứ rắp bộ, mình sẽ rắp bộ. Con này rắp anh em rắp 5 ngựa hoặc 7 ngựa nha anh em. 5 ngựa thì có 1 pha và 3 pha, còn 7 ngựa thì có xài điện 3 pha không nha, chứ không có điện một pha nha. Đó. Máy con này thì đồng hồ nó còn nguyên riêng hết nè. Đó, đồng hồ riêng rất đẹp luôn nha anh em. Đó. Rất là đẹp luôn. Đó. Này thì nó chạy với mức áp, mức áp á, nó đồng hồ nè, tầm 100 đến 150 nha. 100 đến 150. Này thích hợp anh em rửa xe tải, xe ô tô, xe ben nha anh em. Rất là mạnh luôn. Con này mình lắp máy là rất là nhiều nha anh em, lắp đầu rờ rất là nhiều. Thì máy con này thì G13 và 5.5 kW, 5.5 nha anh em. 5.5 là thì xứ của nó là 20 ly hết nha. Đó. Máy con này nha anh em. Đó, chạy rất là êm. Thì dòng này thì mình bán cho anh em là 6 triệu là mình làm test chạy ok hết nha anh em. Test chạy ok hết giá 6 triệu. Còn anh em nào muốn lắp nguyên bộ thì mình sẽ lắp nguyên bộ. Và lắp bán đầu rờ thì mình sẽ bán đầu rờ. Bán đầu rờ là mình sẽ chưa bách chân hết cho anh em nè. Đó, anh em nào muốn bách chân ring thì mình để bách chân ring nè. Con này thì nó có hai bách chân, một bách chân nha anh em. Đó, tháo mấy bách chân ring của nó ra là xài được nha. Đó, bách chân ring này xài được nè. Đó, cái này ngược lại nè, ngược lại cái này cũng ngược lại hết, là hai cái, hai con là thành một con nha, thành một con là bách chân ring của nó này. Bách chân ring nó rất là dày luôn nha anh em. Đó, rất là dày luôn. Anh em về bắt ốc nè, nó có hai ốc nè. Đó, anh em về bắt ốc vô. Đó, bắt chân rất là dày luôn. Còn anh em nào muốn lắp cốt âm á, thì lắp vào nha anh em. Đó, này rồi tiện cái cốt motor á, này thì thường này là cốt 20 nha, chốt của nó là 5 ly. Đó, anh em tiện cái cốt motor là anh em đút vào nha, đút vào canh cái này cho đứng lại cũng được nè, đứng nè, đứng cái trên cái mâm sắt của mình vẫn được. Đó. Này anh em canh này nha anh em. Đó là nó chạy nha. Rồi, thì dòng này thì mình anh em nào muốn xài thì mình sẽ test vệ sinh ít nha. Chạy ok cho anh em, giá bao cho anh em xài luôn nha. Đó. Giá thì 6 triệu. Rồi. Cảm ơn anh em đã xem hết video clip mình nha. Anh em xem xong lấy thứ hai cho một like, những cái kênh để ủng hộ mình. Đó, mình có thể ra nhiều video tiếp theo và mình sẽ test app những cái đầu máy rửa xe nào cho anh em xem và anh em tham khảo. Theo nhu cầu của anh em thì anh em cần thì cứ liên hệ cho mình. Rồi. Số điện thoại của mình là 0332416648 nha. Và các bạn Zalo nha anh em. Võ Văn Sinh. Đó, anh em nào địa chỉ của mình là dưới chợ Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Anh em nào ở thành phố hoặc ở dưới Long An hoặc ở dưới Tiền Giang gì đó, miền Tây á, có ghé đến thì mình đến cửa hàng của mình và mình sẽ tư vấn cho anh em nha. Rồi.
bản đầu rất bộ rất là nhiều luôn. Rồi chiên bên máy dòng máy cao áp nha anh em. Cảm ơn em rất là nhiều. Rồi hẹn gặp lại anh em các video clip khác. Rồi xin chào bạn anh em. Bye bye.